biết có năm nào mà số lượng bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thuốc diệt cỏ Paracat lại nhiều như dịp Tết năm nay. Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thì chỉ trong vòng 5 ngày Tết, tại đây đã tiếp nhận tới 13 trường hợp nhập viện cấp cứu vì uống thuốc diệt cỏ. Đau lòng hơn là trong 13 ca thì ít nhất là có 9 ca không thể qua khỏi. Số may mắn sống sót cũng gặp phải nhiều di chứng nặng nề. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhập viện vào đêm ngày mùng 4 Tết đến ngày hôm nay, người đàn ông 31 tuổi này đã phải lọc máu tới lần thứ 5. Dù vậy, theo các bác sĩ tiên lượng, vẫn rất xấu. Gia đình cho biết do mâu thuẫn vợ chồng nên bệnh nhân đã nghĩ quẩn uống thuốc diệt cỏ. Theo tôi tìm hiểu ban đầu do mâu thuẫn vợ chồng, những cái chỗ nó căng thẳng ra là không làm chủ được bản thân đấy, dẫn đến đi. Sau khi uống được khoảng mấy phút là gia đình phát hiện ra, thế là làm cái động tác siêu cứu ban đầu là gây nôn trước, bấm huyệt rồi là tác động vào móc là gây nôn ban đầu. Rồi khi nôn ra được cái thì bắt đầu mới đi tìm cái vỏ xem là bị nó uống loại chủng loại thuốc gì, xong rồi tôi mới đưa đi bệnh viện. Theo các bác sĩ, trong những ngày Tết, trung bình mỗi ngày tại đây tiếp nhận từ 3 đến 4 ca ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat, bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi lao động. Về số lượng bệnh nhân mà trong tình trạng giai đoạn Tết này, thì chúng tôi gặp nhất về nhóm thuốc diệt cỏ, thì như tour của chúng tôi thì thường gặp 3 đến 4 bệnh nhân trong một ngày. Về triệu chứng bệnh nhân gặp thì đa phần chúng tôi nói là chủ yếu là nôn ra dịch màu xanh, thứ hai là có loét miệng họng, đau rát miệng họng. Thứ ba đấy là tổn thương về gan thận, mà triệu chứng nặng nhất và đe dọa tính mạng là tổn thương về hô hấp. Uống của các bệnh nhân thì rất đa dạng, có những trường hợp thì bệnh nhân là mâu thuẫn gia đình, có trường hợp bệnh nhân là cãi nhau với người yêu, có trường hợp thì là buồn chán việc học, có trường hợp thì có khi là ít bạn bè đi chơi, hoặc những trường hợp khác nó rất đa dạng. Theo các bác sĩ, tỷ lệ tử vong do uống thuốc diệt cỏ Paraquat lên tới 70%. Hơn nữa, phải sau 3 tháng điều trị thì mới có thể khẳng định bệnh nhân có cứu sống được hay không. Mỗi năm, tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận trung bình từ 500 đến 600 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Dù đã bị cấm, nhưng đến tháng 2 năm 2019, Paraquat mới hết hiệu lực lưu hành. Vì thế, các bác sĩ kiến nghị nhà nước cần cấm lưu hành loại thuốc này càng sớm càng tốt để tránh những ca ngộ độc gần như không thể cứu chữa.